kỳ lạ đồ vật trong nhà liên tục tự bốc cháy. Nhiều ngày qua, gia đình anh Đinh Xuân Nam, thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa phải rời nhà đi nơi khác tránh trú do các đồ vật trong nhà anh bỗng dưng bốc cháy dữ dội không rõ nguyên nhân. Báo Dân Trí dẫn lời anh Nam cho biết, hiện tượng kỳ lạ này xuất hiện từ tháng 3 năm 2022 và càng trở nên nghiêm trọng hơn từ đầu tháng 12 năm 2022. Anh nói, thời gian đầu chỉ xảy ra một vài lần rồi thôi, nhưng 2 tháng trở lại đây thì sự việc rất nghiêm trọng, có ngày xảy ra 14 lần. Các đồ vật như chăn, màn, nồi cơm, giường, túi bóng để trong nhà bỗng nhiên bốc cháy. Có hôm quần áo để ở trong tủ, không có tác động gì từ bên ngoài, nhưng lửa cứ bốc cháy lên ngùn ngụt. Theo anh Nam, suốt nhiều tháng qua gia đình anh rất hoang mang. Anh phải nghỉ làm để túc trực, sợ có hôm căn nhà đang ở cũng bị bốc cháy. Anh nói, có lần tôi đi vắng, mẹ tôi ở nhà trông cháu. Khi cháu ngủ trên giường thì màn bốc cháy ngùn ngụt. May khi đó bà nhanh chóng dập được lửa để cứu cháu. Tuy nhiên trong lúc dập lửa, mẹ tôi bị bỏng ở cánh tay phải. Vừa qua, để bảo đảm an toàn cho người thân, gia đình anh Nam phải nhờ chính quyền địa phương sắp xếp xuống trường mầm non ở gần nhà để tạm tránh trú. Chứng kiến sự việc kỳ lạ này, nhiều người dân sinh sống gần nhà anh Nam cũng vô cùng lo sợ. Về phía chính quyền địa phương, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Lưu Văn Tấn, bí thư đảng ủy xã Hà Lĩnh xác nhận, hiện tượng nhiều đồ vật trong nhà bỗng dưng bốc cháy là hoàn toàn có thật. Chính quyền địa phương cũng đã báo cáo cơ quan chức năng tìm nguyên nhân và giải pháp khắc phục.